Ok, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta kết nối Bluetooth giữa điện thoại và Soka X5 để chúng ta bật nhạc mà không cần cắm dây mọi người nhá. Thì đầu tiên rất là đơn giản thôi, chúng ta sử dụng một cái điện thoại, chúng ta vào Bluetooth, đấy, ấn giữ vài giây biểu tượng Bluetooth nhá. Sau đó chúng ta sẽ quét tìm những thiết bị xung quanh. Ở đây em đã tìm thấy Soka X5 này, đó, chúng ta chỉ việc ấn vào nó để chờ ghép nối mọi người nhá. Đó, chúng ta ấn ghép nối. Đấy, ok, như vậy là đã kết nối thành công. Sau đó chúng ta chỉ việc vào YouTube, chúng ta bật nhạc lên. Đó, là sóng nhạc bắt đầu nhảy này. Đấy, như vậy là chúng ta đã cấp nhạc cho Soka bằng Bluetooth mà không cần cắm dây mọi người nhá. Trong trường hợp mà chúng ta quét tìm Bluetooth mà không thể tìm thấy Soka X5 thì có một trường hợp xảy ra nhá. Một trường hợp xảy ra, anh chị để ý này, ở đây có biểu tượng Bluetooth này. Chúng ta thấy nó không nhấp nháy thì chứng tỏ là đã có một thiết bị khác đang kết nối Bluetooth với Soka này rồi, nên là biểu tượng Bluetooth ở đây nó không còn nhấp nháy nữa. Và trong trường hợp đấy thì anh chị tìm xem những thiết bị xung quanh của chúng ta, cái thiết bị nào đang kết nối Bluetooth với Soka X5 này rồi thì chúng ta tắt đi nhá. Và chúng ta chỉ kết nối được một thiết bị với Soka X5 bằng Bluetooth mà thôi mọi người nhá. Khi mà biểu tượng Bluetooth đang nhấp nháy như thế này thì chứng tỏ là nó chưa kết nối với thiết bị nào cả, và chúng ta chỉ việc quét tìm là chúng ta sẽ thấy mọi người nhá. Và trong trường hợp anh chị em đã kết nối Bluetooth thành công rồi mà tai nghe của anh chị vẫn không nghe thấy tiếng thì rất có thể là anh chị đang để những cái núm này nhỏ hết cỡ mọi người nhá. Những cái núm này chúng ta phải vặn theo chiều kim đồng hồ, tức là vặn từ trái qua phải thì nó mới to được mọi người nhá. Có rất nhiều anh chị em để nhỏ hết cỡ như thế này này. Đấy, như thế này là nhỏ hết cỡ. Anh chị cần vặn những cái núm này sang bên tay phải giúp em nhá, thì chúng ta mới nghe được âm thanh mọi người nhá. Và vừa rồi em vừa hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta kết nối Bluetooth giữa điện thoại và Soka X5 rất là đơn giản. Em nghĩ là xem xong video này ai cũng sẽ làm được mà thôi. Và trong trường hợp xem xong video mà vẫn không làm được, anh chị hãy liên hệ cho em để em hướng dẫn cho anh chị trực tiếp nhé. Mic Đức Anh, Shop Mic Thu Âm, uy tín.